Video này chỉ mang tính chất giải trí và không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Nếu các bạn thích chơi Roblox thì hãy ghé vào ngay shop phongcantv.net để có thể mua được acc Roblox giá siêu rẻ và siêu VIP. Không những vậy, các bạn có thể mua được Robux với giá siêu rẻ kèm những mini game vô cùng hấp dẫn. Ghé ngay shop Roblox giá rẻ uy tín phongcantv.net. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào game thôi anh em ơi. Và anh em thấy gì không? Tôi mới vừa mua được cái skin con heo hơi bị dễ thương luôn nha. Đấy, bây giờ chúng ta vào game chơi rồi. Vút tóc đồ đẹp dữ ta. Trời ơi, tóc y hệt cho tôi ngoài đại thật luôn, hơi bị xịn. Em tin cái trong này ai cũng không áo quần á. Chỉ có tôi với ông là mặc đồ đoàn hoàng á. Mấy người này kỳ quá. Đâu có đâu, con heo với tôi đâu có mặc cái quần đó. Anh mặc đúng cái áo. Tôi mặc áo giáp. Rồi, vô nào. Mày cũng phải khỏe đâu cơ mà vô được. Đó, tí giờ đứng gần con vịt là thấy xui rồi. Nè, sử. Sử xăm đi trước, sử xăm đi trước. Tôi đi coi, tôi đã rồi. Ây da. Tè luôn. Ây da. Xăm đi ơi. Trời ơi, tôi lỡ té theo luôn rồi. Còn ai không, còn ai không? Chị đây. Ây da. Xem nó bắn anh ghê quá. Xem thắng không được, đừng để mùi thắng, tôi không thích mùi thắng đâu. Trời ơi, chơi bom kìa, chơi bom kìa. Trời ai còn chơi bom tôi vậy? Cái gì ác quá vậy? Bắn ở trơn á, xem ơi, cái bắn chân. Quay lại bắn xem, cứ bắn thẳng thôi, là dính nè. Bắn đi xem, bắn, cứ bắn thôi. Tôi có súng nha Bùi.
rồi. Tôi cái súng nha mọi người. Tôi súng nha mọi người. Phong cận đi, chạy đi. Chạy đi. Chạy đi. Tại sao lại làm như vậy với Phong? Chạy. Lộn nhau nè. Siêu em cao. Sao dịch cỏ em? Sao dịch cỏ em dịch? Mùi leo trên anh ơi, mùi leo trên rồi. À, mùi thua rồi, mùi thua rồi. Dịch em không thay dịch. Đi đây quá, còn xin mà. Em không đài hết. Dạ, em đi rồi, em đi rồi. Em đi rồi. Trời ơi, sao mày hay quá.
Ok, tiếp tục nào. Ủa mà Simi chọn con chó hả? À, nói chung là đây là một bé cún mà vật thích nhất. Ôi, mày này khó vậy. Ui. Sống chỗ vậy, từ từ. Ây da. Cái bom là cái nhà ai ăn không? Xem ơi, đừng chịu em. Để
đưa chúng tôi. Đi đâu? 30 nè, xuống dưới rồi. Không sao vậy, không sao vậy? Các em hỗ trợ anh, các em hỗ trợ anh. Hay quá, hay quá. Đúng rồi Sim ơi, Sim làm nhẹ đúng rồi Sim. Nhà buồn quá nha, chắc chừng sau phải mời Kairon vô. Và ngày hôm nay bọn mình đã cùng nhau chơi xong một cái tựa game cười ơi là cười luôn bạn ơi, mắc cười thật sự. Và bạn thấy vui không, đừng quên hãy bình luận xuống bên dưới mình biết nha. Cô Hồng mình đâu rồi, mình nói thành lỗi rồi. Bye bạn nha, bye. 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 Bye